À, dạ vâng, hôm nay em hàng cận cảnh quay test một cái đài này là đài đĩa than này 6 trong 1. Vâng, nó có cả đĩa than nhé. Con này hôm qua em đã đăng cho anh em coi hình rồi. Vâng, con này ở ngoài chạy đĩa than này, và nó chạy cả cái CD này. Vâng, CD, chạy đĩa CD và tắp be là cassette. Vâng, và ngoài ra thì bạn ấy còn có cả AM này, AM, FM, vâng, thế và AUX từ trên TV và từ trên đĩa vi tính và iPad, điện thoại xuống. Giờ thì em sẽ là thử từng cái chức năng cho anh em. Một cái này là công tắc nguồn này, vâng, bật cái công tắc nguồn này. Dạ vâng, và tất cả cái này là đĩa than này, tất cả mình chạy cổng gì thì nó sẽ báo ra cái cổng đó. Cái này là chạy đĩa than này, cái CD này, cái này là tắp be này, FM hay AM này, cái này là AUX từ trên TV xuống này. Vâng, đây ạ. Cái này là Tôi volume. có người Em đang chạy yêu, quang lập. người ngọc vừa tròn, vì chinh chiến ngược Vâng. xuôi ít về để hẹn hò. Nơi phố cũ bây giờ em có còn nhìn hoa rơi cuối đường rồi buồn riêng cho mình không? Cái này là em đang cắm cái rắc của nó đây, em quay cho cả nhà nhìn đấy. Vâng, đây ạ. Rắc này là cắm rắc điện thoại và iPad này, máy vi tính này. Dạ vâng. Còn cái rắc này là cái rắc AM. Vâng, mọi người để lên trên cao thì nó rất là nét. Vâng ạ, đây ạ. Rắc zin của nó đây. Vâng. Em đang cắm cái đường ngoài đây, ao hết đây. Vâng. Hận hay dối trách tôi yêu tay súng hơn nàng, vì sao yêu xa trường hiểm nguy hơn phố phường với bao. Vâng, đủ để nghe để trong cái phòng tầm 15-20 mét vuông, tất cả phòng chung cư. Cái này nó có kích thước của nó là cái chiều sâu này là 38 cm ạ. Vâng, và chiều cao này là 30. Và cái chiều cao là em đo từ dưới này lên thôi nhá. Vâng, là 30. Còn khi mà mình mở cái này ra thì đó, vậy là 57, 58 rồi ạ. Cho là 60. Vâng, mở cái nắp lên thì nó sẽ cao lên. Vâng, thế còn cái chiều ngang này của nó từ bên này sang bên này là 60. Dạ vâng ạ. Để anh em có thể bố trí cái chỗ kê của mình. Cái này thì vừa bày trang trí trong căn phòng nhỏ của mình này, phòng khách này và phòng ngủ này, và tất cả các chung cư và những cái này thì nó thiết thực cho trong cái gia đình của mình. Giờ thì em test tiếp cho cả nhà nhé. Đây, ngoài cái AUX này, bây giờ em chạy CD này. Vâng, CD thì em bấm cái cổng CD, nó sẽ báo sang CD này. Và em sẽ cho cái đĩa CD. Vâng. Đây ạ. Đấy. Vâng ạ. Thì cho đĩa CD vào. Cái này là áo cưới màu hoa cà này. Vâng. Đó, cho vào và để cho bạn ấy là lướt, nó nhận bài. Nó nhận bài, cái này là có 10 bài. Vâng, bấm play này. Play nó tương đương với trên này đấy ạ. Vâng. Đó, mình bấm play thì nó sẽ là chẳng ai của
toàn thâm là vương màu, lúc chưa cạn hết niềm vui đầu mà giờ xa nhau sớm lắm giờ đâu. Còn đâu em ơi, còn đâu mà chờ, càng nhớ càng đau thêm mỗi khi buồn nhắc đến kỷ niệm đầu tiên. Vâng, đây là CD, còn giờ thì em sẽ tốt, không dừng nữa thì em sẽ tốt lại nhé. Vâng, và em sẽ bật về cái tắp ba. Vâng, tắp ba thì em cho cái đĩa này là Thanh Tuyền 8 này, đĩa gốc nhá, thu từ đĩa cô bác ra. Vâng, em cho cái này là Thanh Tuyền 8 vào cho cả nhà nghe. Đây ạ, và em lại phải bật sang cái tắp ba. Vâng, tắp ba thì sẽ hiển thị sang tắp ba. Cả nhà bật play. Tôi lại đi giữa lạnh sao đâu, đời tôi chinh chiến lâu năm, yêu lúc mong dường như mộng tình nhân, kiếp chúng tôi như kiếp sông dài trôi đi miệt mài nào ai biết trôi. Tôi đến đơn vị lại đi nhọc hơi đau đêm mọi tháng ngày. Vâng, con này là con đờ lông ạ. Đờ lông đây ạ. Con này là con GB S50. Con này thì nó rất là còn mới và nó rất là đẹp, nó tầm khoảng 98%. Anh em mà thích thì cứ liên hệ cho em Hằng. Vâng ạ. Giờ thì em bật sang cái đĩa than để cho anh em một lần nhá. Đây là mình không dùng cái tắp ba này nữa thì mình sẽ tốc lại. Vâng ạ. Còn bây giờ thì em sẽ bật sang cái đĩa than này. Đó. Đĩa than này, CD này, tắp ba này, FM này, AM này, cái này là AUX này. Đấy, thì tất cả những cái này khi mình bấm nó sẽ hiển thị sang từng cái chế độ cho mình. Giờ này em sẽ mở này. Đấy, cả nhà nhìn thấy em mở. Nó có cái khắc ở đây ạ. Đó, khi mình đóng xuống nó sẽ dựng lên này. Vâng, và bây giờ thì em cả nhà ơi, cái này nó đang nguyên như thế này thì cả nhà phải khẽ mở cái này ra này. Đó, và sẽ nhấc cái cần này từ từ vào này. Vâng, đó. Thì nếu cái này thì bình thường là nó để như này, nó cái cao như thế này để nó tránh được cái kim nó hạ xuống như lúc nãy. Khi đặt nó để cao như này thì cả nhà nhìn, hất cái này nhẹ nhẹ sàng xuống này. Vâng ạ. À. Vâng ạ. Cho volume lên ạ. Anh đi dưới sương đêm một mình buồn nát con tim, bóng khói hàng trong mối tình của đời anh. Lỡ mai anh chết em hứa gì? Cái này là cái chế độ của nó cả nhà nhá. Thì em đang để là cái đĩa 33. Vâng, em để về 33. Còn cái 45 và 78 thì nó lại không chạy cái đĩa đó. Vâng ạ. Mình dùng đĩa nào thì mình chỉnh cái đĩa đó. Em đang để 33. Đây là đĩa 33. Vâng. Em ơi, yêu là gì? Khi một người đêm ngóng chờ, ngày thương nhớ khi một người ngồi
đời hoa trong xót xa. Anh đi dưới sương đêm một mình buồn nát con tim, ôm khói lửa tâm nỗi tình của đời anh. Lỡ mai anh chết em có gì đã thêm tên sâu. Anh xin ngôi mộ đắm lệ tình nồng, nhưng như khi gió lùa đêm đông, hồn anh không quá lạnh. Đấy, cái cần nó sẽ ra và em nhấc cái này ra này, vâng ạ. Đó thì em lại gạt cái này xuống này, nó sẽ xuống này, vâng. Và em cả nhà cài cho em cái này lên, vâng ạ. Đấy, để không dùng nữa thì nó sẽ đỡ. Đấy, và em sẽ bật sang AUX. Nhiều mây đến rồi in lại chữ nghi giấy mộng mừng xanh rồi cả nhà bật hai em thì đây ạ. Của nhà nước đó. Đối với cơ quan thi hành dân sự địa phương. Thì mình chỉnh ủy ban nhân dân tỉnh. Thế đi, anh nhiều nơi đẹp lắm. Không, ba mẹ. Về việc thực hiện đầu tư công viên Hoàng Hoa Thám. Theo báo cáo, ủy ban dân tỉnh đã họp kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch ủy ban dân tỉnh, các phó chủ tịch. Cùng các bạn của mình nhanh chóng chia thành từng nhóm một, bắt tay vào công việc đã được phân công trước. Nhóm nhận đồ quyên góp, nhóm phân loại đồ, nhóm thì cân đồ đạc, nhóm lại đóng gói chúng vào các bao gọn gàng. Trong một dây chuyền làm việc rất chuyên. Vừa nghe những sồi vừa để ra một bên riêng. Những ngày nghỉ, Hà vẫn luôn bận. Kiểu nhẹ nhàng tình cảm không đáng là bao đã như một phần tất yếu của cuộc sống hiện nay, và hành vi nhận các khoản biếu xén ấy người ta vẫn gọi là tham nhũng vặt. Vấn nạn này đang ngày càng phổ biến tinh vi là gặp nhau sẽ nói tâm tư còn dài chẳng lên cao sẽ tàn. Cái này mở được ra nhé cả nhà nhé. Rừng cây nêm lá bạn hỡi, lời thành xin chúc cho anh đường mây nhiều mây rồi đây ạ. Vâng, mở được ra hai cái căng này, mở được ra nhé. Chữ đó ạ, rất là đẹp luôn ạ. Gọi cả cả nhà liên hệ cho em tất cả bên Zalo nhé. Nhờ vô chính bắt cầu về ai.